chào mọi người, mình là Yến Chi. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Mr. Zero, kênh bóng đá vui nhộn. Ngắm lọc ảnh tuổi thơ dữ dội của các tuyển thủ Việt Nam, chùm cuối bất ngờ nhất. Trước khi trở thành những người hùng xanh cỏ, các cầu thủ Việt Nam từng là những còi nhóc đen nhẽm, giản dị như bao đứa trẻ khác. Đã rất lâu rồi người hâm mộ bóng đá trên cả nước mới có những dịp vỡ òa trước chiến thắng vang dội mà đội tuyển Việt Nam đạt được. Vì đã tạo nên kỳ tích nên các cầu thủ cũng trở thành người hùng trong mắt mọi người. Hãy cùng Mr. Zero điểm qua loạt ảnh tuổi thơ dữ dội của các tuyển thủ Việt Nam nhé. Đừng quên bấm nút like, share và subscribe cho kênh của Mr. Zero nào. Tạm biệt. Sau lượt chia điểm nghẹt thở với Thái Lan trên sân Mỹ Đình vào ngày 19 tháng 11 năm 2019, Việt Nam hiện đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm trong tay. Để có thể đi tiếp tại vòng loại World Cup, tuyển Việt Nam cần phải có từ 17 điểm trở lên hoặc phải đạt được ít nhất là 4 điểm trong 3 trận đấu còn lại. Đây sẽ là một nhiệm vụ không hề dễ dàng bởi chúng ta còn 2 trận đấu trên sân khách vào tháng 4 năm sau. Trong khi chờ đợi những giây phút chiến đấu căng thẳng và hồi hộp ấy thì chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng lại những hình ảnh của họ nhé. Đây không phải là những hình ảnh điển trai phong độ hiện tại mà là dung nhan thời còn trẻ dại của các tuyển thủ Việt Nam. Trước khi trở thành người hùng sân cỏ, ít ai biết tuổi thơ của các anh ấy lại đáng yêu như thế này. Mời các bạn hãy cùng Mr. Zero đến với loạt ảnh về tuổi thơ dữ dội của các tuyển thủ Việt Nam và đón xem điều bất ngờ gì về chùm cuối video nhé. 1. Quang Hải. Với lối chơi tuyệt vời và ấn tượng, Quang Hải từng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận chung kết AFF Cup năm 2018. Không chỉ vậy, vừa có thông tin được tiết lộ trong buổi họp báo gần đây rằng câu lạc bộ Celta Vigo đã mời anh sang chơi tại giải vô địch Tây Ban Nha. Thế nhưng khác với hiện tại, khi còn bé, Quang Hải có vẻ ngoài khá mũm mĩm, lớn lên một chút, anh chàng có vẻ lém lĩnh hơn. Từ lúc nhỏ, Quang Hải đã có một niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng. Anh đã tham gia và giành được nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác nhau. Vào năm 2008, Quang Hải từng lọt vào top 10 cầu thủ nhí tiêu biểu nhất của giải bóng đá nhi đồng toàn quốc do Yamaha tổ chức. Đồng thời, 9 chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup năm 2008 càng trở thành động lực thôi thúc anh cố gắng để trở thành một tuyển thủ quốc gia. 2. Duy Mạnh. Trên sân cỏ, Duy Mạnh là một chàng trai đầy nhiệt huyết, hừng hực và có vẻ đanh đá. Thế nhưng ở ngoài đời, anh lại là một chàng trai khá hiền lành. Duy Mạnh lúc nhỏ là một cậu bé có khuôn mặt tròn, với đôi má phúng phính và một làn da trắng trẻo. Vẻ điển trai của anh đã bộc lộ ngay từ khi còn rất bé. Năm 2008 là năm Việt Nam vô địch cúp AFF, mà năm ấy Duy Mạnh mới chỉ là một cậu nhóc như những cậu bé khác nhặt bóng trên sân vận động Mỹ Đình. Ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp như các tiền bối của cậu bé 11 tuổi đã thành hiện thực, khi giờ đây anh đã trở thành một tuyển thủ được nhiều người yêu mến. 3. Nguyễn Tiến Linh. Là cây săn bàn đáng tin cậy của tuyển Việt Nam, Nguyễn Tiến Linh ngoài đời là cậu em có tính cách hài hước, nghịch ngợm, thường xuyên bày trò, phá đội mỗi lần hội quân. Vì thế, các đàn anh thường trêu chọc với cái tên yêu mến là Linh phá đội. Nhất là sau pha ghi bàn đẳng cấp trong trận cầu với UAE hôm ngày 14 tháng 11. Biệt danh hài hước càng được cộng đồng mạng công nhận, Tiến Linh cũng đành nhận cái tên này và bày tỏ rằng sẽ tích cực phá cho vui, tất nhiên là phá đội đối thủ. Thế nhưng, từ nhỏ Tiến Linh đã là một cậu bé khá ngoan và học giỏi. Cậu bé với khuôn mặt sáng sủa khi đó không hề nghịch ngợm giống như bây giờ. Theo chia sẻ của Tiến Linh, tuổi thơ khá cô đơn khi phải sống xa bố mẹ, rồi sau đó là xa quê hương khi gia đình rời Hải Dương chuyển đến Bình Dương sinh sống. Nhìn cách tạo dáng của Linh khi bé cũng ngầu như cách Cristiano Ronaldo xuất phạt đúng không? 4. Công Phượng. Công Phượng khi còn nhỏ đã có đam mê mãnh liệt với bóng đá, thế nhưng ít ai biết rằng khi ấy anh là một cậu bé khá gầy gò. Vì thế cho nên, mặc dù có thiên phú đá bóng nhưng Công Phượng từng gặp phải trở ngại khi các nhà tuyển trạch của Sông Lam Nghệ An từ chối vì vóc dáng người nhỏ bé so với bạn bè cùng tuổi. Đến năm 13 tuổi, Công Phượng mới được nhận vào câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Sau nhiều năm nuôi dưỡng ước mơ thì giờ đây, chàng trai với tình yêu bóng đá ấy đã tỏa sáng và trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhìn lại một chút thì gương mặt Công Phượng lúc ấy so với hiện tại hoàn toàn không thay đổi nhiều. 5. Văn Toàn. Văn Toàn nhận được nhiều sự bày tỏ yêu mến từ người hâm mộ khi bức ảnh thời thơ ấu của anh được tiết lộ. Đó là một cậu bé sở hữu ngoại hình mũm mĩm với gò má phúng phính cực kỳ đáng yêu. Anh cùng với Công Phượng là lứa cầu thủ được đào tạo từ Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Văn Toàn khi đó là một cậu nhóc tập luyện rất chăm chỉ trên sân cỏ. Nhìn vào khung hình, mọi người hoàn toàn có thể nhận ra ngay vì đường nét trên gương mặt anh không khác gì so với hiện tại. Bùi Tiến Dũng. Chắc chắn bạn sẽ phải ngạc nhiên và thậm chí nhiều người sẽ phải bật cười khi trông thấy bức ảnh này. Mấy ai sẽ đoán được đây chính là Bùi Tiến Dũng khi còn nhỏ. Khi bé, anh chàng sở hữu một gương mặt với mắt tròn xoe ngơ ngác và diện mạo thực sự giống một bé gái. Tại sao lại có cơ sự này? Mẹ của anh chia sẻ. Bởi vì ngày ấy gia đình thích con gái nhưng không được nên mới để cho Tiến Dũng ăn mặc dịu dàng như vậy. 7. Hà Đức Chinh. Mỗi khi nhắc đến Hà Đức Chinh, mọi người sẽ nghĩ ngay đến những khoảnh khắc hài hước của vựa muối này. Bởi vì cầu thủ này luôn làm cho khán giả hâm mộ thích thú với tính cách vui nhộn và hài hước của anh. Không những thế, có lần fan hâm mộ phải bật cười vì bất ngờ với làn da trắng của Đức Chinh qua bức ảnh khi còn bé. Ai có thể ngờ rằng cậu bé với nước da trắng và nụ cười hiền lành như bây giờ lại được mọi người gọi với cái tên quen thuộc là Chinh Đen đâu. 8. Đình Trọng. Là cầu thủ có khả năng phán đoán tốt và phong cách chơi dũng mãnh không ngại va chạm, Đình Trọng được mọi người ưu ái dành cho nhiều biệt danh như thanh niên nghiêm túc, Trọng Xe Vinh hay Trọng Ỉn. Đình Trọng khi còn bé sở hữu vẻ ngoài thông minh và điển trai, từng là cậu bé nhặt bóng ở sân vận động hàng đẩy với ước mơ ghi danh vào đội tuyển quốc gia. Cậu bé dành cả tuổi thanh xuân để bỏ áo vào quần giờ đây đã trở thành một trong những trụ cột tạo thành lá chắn thép của tuyển Việt Nam. 9. Văn Lâm. Từ những pha bắt bóng thần thánh trong đêm chung kết AFF Cup năm 2018 hay pha cứu thua xuất sắc trong trận đấu với Thái Lan tại vòng loại World Cup gần đây, Văn Lâm đã trở thành anh hùng trong mắt mọi người và khiến không ít fan nữ phải gục ngã vì trước tài năng và ngoại hình điển trai của anh. Vốn sở hữu hai dòng máu Việt-Nga nên từ bé Văn Lâm đã có ngoại hình ưa nhìn. Đoạn thời gian trước, một loạt hình ảnh khi còn bé của chàng thủ môn này đã chiếm được không ít yêu thích và được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Sở hữu nét đặc hữu lai Tây nên từ bé Văn Lâm đã toát lên một vẻ dễ thương với làn da trắng, sống mũi cao và mái tóc bồng bềnh. Hoàng tử Lai chính là cái tên mà mọi người ưu ái dành cho anh. Bằng tình yêu bóng đá ngay từ lúc nhỏ, Văn Lâm đã không hề ngần ngại khi quyết định từ Nga trở về Việt Nam để theo đuổi giấc mơ trở thành cầu thủ. 10. Huấn luyện viên Park Hang-seo. Sau chung kết AFF Cup năm 2018, các tuyển thủ Việt Nam đã trở thành mối quan tâm của rất nhiều người. Tất nhiên là không thể thiếu được người thầy đã dẫn dắt đội bóng, huấn luyện viên Park Hang-seo. Không những thế, tên của ông nhanh chóng chiếm top 4 trên mạng tìm kiếm Naver của Hàn Quốc. Cùng với sự ngưỡng mộ dành cho vị thuyền trưởng đã đưa tuyển Việt Nam đến chiến thắng vang dội, cộng đồng mạng cũng đã nhanh chóng truy tìm và lục lại tất tần tật những gì về thầy Park, trong đó có những hình ảnh của ông trong những ngày còn trẻ. Thời còn đi học, vẻ ngoài của huấn luyện viên Park Hang-seo mang đậm nét người Hàn, với đôi mắt một mí bé xíu và gương mặt nghiêm túc của các nam sinh đó. Thầy Park bắt đầu sự nghiệp vào năm 1981, khoác áo nhiều đội bóng nổi danh của bóng đá xứ Kim Chi lúc ấy như Korean First Bank FC, AMI FC, đỉnh cao trong sự nghiệp cầu thủ ở câu lạc bộ Lucky Gold Star khi ông cùng đội bóng vinh dự nhận giải vô địch Hàn Quốc năm 1985. Thời còn thi đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo chơi ở vị trí tiền vệ. Có thể thấy, những ngày còn trẻ ông đã sở hữu mái đầu ít tóc nên còn được người hâm mộ thời ấy gọi yêu mến với cái tên là tiền vệ hói đầu. Vào năm 2017, lần đầu tiên huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp xúc với tuyển Việt Nam và giờ đây, với những gì đã gặt hái được, huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn toàn có thể hài lòng về quyết định của mình trong quá khứ. Tin tưởng rằng trong thời gian sắp tới, bằng bản lãnh cầm quân của mình, ông có thể đưa tuyển Việt Nam lên một tầm cao mới ở đấu trường thế giới. Các bạn vừa xem xong những hình ảnh một thời dữ dội của những người hùng trên sân cỏ của chúng ta. Ai là người để lại cho bạn ấn tượng sâu đậm nhất? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận phía bên dưới. Chúc các bạn sẽ có những giây phút thư giãn và nhớ đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!